Kính thưa gia đình ông Hưng và Cúc, được sự thống nhất của gia đình nhà gái, hôm nay có cây trầu xin dâu là nhà gái rồi là kính thưa như vậy là việc chương trình ra cháu Tuấn Anh và cháu Hạnh thì hôm nay là ngày đại lễ tốt, là cái ngày lễ trọng đại của các cháu thì đón dâu của mọi nhà trai thì rồi là chúng ta như vậy là cho phép mọi nhà trai đón dâu về để làm lễ thành hôn. Và con thể thiếu những tràng pháo tay từ phía tất cả quý vị các bạn. Vâng, và gia đình nhà gái chúng tôi xin phép với gia đình nhà gái và sẽ cùng gửi một cái cúi đầu thật sâu thay cho rất là tuyệt vời, xin chúc mừng chú rể. Đúng rồi, quay về phía cô dâu, tín gần về phía cô dâu nào. Bây giờ chú rể, rồi chú rể đứng nguyên tại và vỗ tay chân đến từ